Vinhomes Grand Park, thành phố công viên giữa Sài Gòn năng động. Sở hữu vị trí vàng đầy tiềm năng, nằm giữa trung tâm quận 9, trải rộng trên hai phường Long Bình và phường Long Thành Mỹ. Phía bắc giáp đường Phước Thiện, phía tây giáp đường Nguyễn Xiển. Tọa lạc tại nơi giao điểm của hai dòng sông lớn là sông Đồng Nai và sông Tắc. Sở hữu hệ thống giao thông vô cùng thuận tiện. Chỉ 10 phút di chuyển tới ga metro Bến Thành, Suối Tiên và đến bến xe miền Đông. Kết nối với trung tâm quận nhất chỉ khoảng 20 phút, khoảng 18 km từ khu đô thị Vinhomes Central Park và khoảng 20 km đến cầu Thủ Thiêm quận 2. Có thể kết nối dễ dàng với Vinhomes Grand Park qua hai tuyến đường. Tuyến số 1 đi từ Lê Văn Việt, Nguyễn Văn Tăng, Nguyễn Xiển, Phước Thiện. Tuyến số 2 di chuyển theo hướng cao tốc Long Thành Dầu Dây, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Xiển. Trong tương lai, tuyến đường Vành Đai 3 sẽ là trục đường chính kết nối trực tiếp khu đại đô thị Vinhomes Grand Park với trung tâm thành phố. Đường Nguyễn Xiển, đường Nguyễn Duy Trinh kết nối quận 2 với quận 9 nằm trong kế hoạch đầu tư nâng cấp mở rộng. Mạng lưới giao thông hoàn thiện xuyên suốt này sẽ đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển của cư dân. Cầu Long Đại bắc qua sông Tắc kéo dài từ đường Vành Đai 3 nối thông Vinhomes Grand Park với cao tốc Long Thành Dầu Dây và nối liền hai khu công nghệ cao. Cư dân Vinhomes Grand Park dẫn đầu xu hướng di chuyển bằng phương tiện công cộng nhanh, sạch, an toàn khi dự án đường sắt đô thị hoàn thành. Vinhomes Grand Park sở hữu vị trí chiến lược kết nối những địa điểm trọng yếu của thành phố, điểm kết nối giao thông đường thủy trên sông Đồng Nai, sông Tắc, kết nối hai khu công nghệ cao của quận 9. Chỉ cách sân bay Tân Sơn Nhất 21 km và 40 phút đến sân bay Long Thành. Được bao bọc bởi các trung tâm vệ tinh, trong vòng bán kính 1 km, Đại học Fulbright, khu công nghệ cao 2 quận 9, khu sinh thái giải trí vườn Sơn Góp Thủ Đức, trong bán kính 2 km, khu công nghệ cao 1 quận 9, trung tâm hành chính quận 9, bán kính 4 km, khu du lịch Suối Tiên, trung tâm thể dục thể thao quận 9, bán kính 5 km, công viên lịch sử văn hóa dân tộc, khu công nghiệp Phú Hữu, bán kính 8 km, làng đại học thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, khu đô thị Thủ Thiêm. Sở hữu đại công viên quy mô hàng đầu Đông Nam Á, Vinhomes Grand Park vượt ra ngoài mọi chuẩn mực của một đô thị hiện đại, mở ra cơ hội đầu tư tiềm năng, nơi sống lý tưởng. Vinhomes Grand Park hiện thực hóa ước mơ phát triển các khu đô thị vệ tinh hiện đại, ứng dụng nền tảng thông minh đồng bộ. Hãy tận hưởng căn hộ hiện đại của riêng bạn trong không gian xanh rộng lớn, đầy đủ hệ thống tiện ích cùng hạ tầng xã hội phát triển. Vinhomes Grand Park, thành phố công viên. Tại khu đô thị Vinhomes Grand Park, thành phố Thủ Đức, trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Đây là phân khu có vị trí trung tâm đắc địa tại khu đại đô thị tiêu chuẩn quốc tế của tập đoàn Vingroup. Miyako với ý nghĩa là tên của một hòn đảo Nhật, tấp nập nhất tại quần đảo Miyako thuộc Ikonawa của Nhật Bản. Đây là nổi danh với những bãi biển tinh khôi, những dạng san hô rực rỡ và khí hậu nhiệt đới, có sức hút mạnh mẽ đối với những du khách muốn tìm kiếm ánh nắng, cát và những trải nghiệm du lịch thú vị. Tại phân khu này, chủ đầu tư sẽ thiết kế theo phong cách của Nhật Bản, cùng với đó là điểm nhấn của tòa Kyoto, nơi mang phong vị của cố đô Nhật Bản. Khu căn hộ The Miyako là sự hợp tác của Vingroup cùng với tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản. Đây tiếp tục sẽ là một thành công nữa của sự hợp tác này. Trước đó, cùng với giờ Origami, dự án đã rất thành công và tiếp nối cái dự án này thì đây được kỳ vọng sẽ là khu căn hộ thu hút được rất nhiều khách hàng và nhà đầu tư quan tâm.